Việt Linh xin kính chào quý vị thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là video chương trình bình luận 2 của ngày hôm nay, ngày chủ nhật 26 tây tháng 11 năm 2023. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có hai bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên với nhan đề "Tôi thất vọng với những người Mỹ bệnh hoạn". Bài của tác giả Svidet. Kính thưa quý vị, cả Tổng thống Biden và chiến dịch tái tranh cử của ông đều đang tấn công trực diện mạnh mẽ người tiền nhiệm đang âm mưu đảo chính, ngay cả trước khi các cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng Hòa xảy ra. Còn một năm nữa, kể từ cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, và gần 2 tháng trước khi đảng Cộng Hòa bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên, Tổng thống Joe Biden và chiến dịch tranh cử của ông đang cho rằng Donald Trump chắc chắn sẽ là đối thủ của ông và đã bắt đầu nhắc nhở cử tri tại sao họ cần phải loại Trump ra khỏi cuộc bầu cử, ít nhất là trong suy nghĩ, nhận thức từ bây giờ. Cá nhân Tổng thống Biden, ông đã tăng cường chỉ trích người tiền nhiệm là người đang nuôi dưỡng âm mưu đảo chính cùng với những kế hoạch cực đoan nhằm phá hủy nền dân chủ Mỹ, với nhiều kế hoạch ma quỷ từ bây giờ, và nhấn mạnh với công chúng Mỹ về tầm quan trọng của một trận tái đấu có thể xảy ra. Nó sẽ quyết định sự tồn tại của nền dân chủ Mỹ và cả tương lai của tất cả người Mỹ. Tổng thống Biden đã nói vào tuần trước tại một buổi gây quỹ ở Chicago rằng người tiền nhiệm của tôi đã nói rằng ông ta muốn chấm dứt các quy tắc, các quy định và điều khoản của hiến pháp, và ông ta đang hoạch định những kế hoạch ma quỷ để chấm dứt nền dân chủ của chúng ta. Cuộc bầu cử tiếp theo này nó sẽ rất khác, nó rất quan trọng, và tất cả chúng ta đều biết tại sao. Bởi vì nền dân chủ của chúng ta đang bị đe dọa. Trong khi đó thì chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden đã chuyển từ nỗ lực nhằm nêu bật nền kinh tế đang cải thiện sang nỗ lực thuyết phục người Mỹ để họ phải biết rằng mặc dù họ có thể không yêu thích ông Biden, nhưng mà họ nên khiếp sợ Donald Trump. Nhóm của ông Biden muốn đặt cả di sản của Trump cũng như những lời thề hứa mới nhất của ông ta lên hàng đầu, từ việc dồn hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ vào các trại tập trung, cho đến việc phủ nhận biến đổi khí hậu và các kế hoạch nhằm áp đặt một quy tắc chuyên quyền hơn. Chiến dịch này đã chạy các quảng cáo kỹ thuật số tấn công Trump ở các tiểu bang quan trọng. Nhóm tranh cử của Tổng thống Biden đang chuyển sang thái độ quyết liệt hơn chống lại Trump, được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt cuộc thăm dò gần đây cho thấy là ông Biden đang bám đuổi Trump trên toàn quốc ở nhiều tiểu bang, và đặc biệt là những tiểu bang xung đột quan trọng. Các cố vấn nổi tiếng của đảng Dân Chủ cũng như những người thuộc đảng Cộng Hòa chống Trump, họ đã giúp thúc đẩy một chiến dịch mạnh mẽ hơn trong nhiều tháng qua. David Axelrod, người đã góp công đưa Barack Obama vào tòa Bạch Ốc năm 2008, cho biết rằng Donald Trump gần như là ứng cử viên chắc chắn của đảng Cộng Hòa, và người Mỹ cần suy nghĩ một cách khôn ngoan để bắt đầu đưa ra lựa chọn ngay bây giờ. Steve Saul là một nhà tư vấn của đảng Dân Chủ ở Florida, là người đã làm việc với CPAC ủng hộ Biden. Ông đã cho biết thêm rằng trừ khi có điều gì đó hoàn toàn điên rồ xảy ra, nếu không thì đây là cuộc đua Biden-Trump. Và những gì mà chúng ta đang thấy là chúng ta cần phải chấp nhận thực tế này dù thích hay không. Nỗ lực của nhóm Tổng thống Biden thừa nhận một thực tế tồi tệ mà cả các cố vấn của đảng Dân Chủ và cả đảng Cộng Hòa đều phải đồng ý là nó đã mang lại lợi ích cho Trump trong 3 năm qua. Đó là việc ông ta bị trục xuất, bị cấm khỏi Twitter
sau vụ tấn công vào điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã vô hình chung giúp ích cho ông ta, để ông ta ra mắt được nền tảng riêng Truth Social, sau đó để ông ta mặc sức tấn công mọi người mà không hề bị trách nhiệm giải trình, không bị ai cấm đoán, không bị ai bịt miệng. Và các thể chế tư pháp của quốc gia cũng không đưa ra được cách nào để kiềm chế được Truth Social của Trump. Trước ngày đó, thưa quý vị, mọi điều kỳ quặc và kích động mà Donald Trump đăng lên tài khoản Twitter của mình, nó luôn tạo ra những tin tức rộng rãi, và phần lớn điều đó nó làm tổn hại đến vị thế của ông ta đối với các cử tri chính thống. Kết hợp với sự sụt giảm tự nhiên về mức độ đưa tin về những nhận xét đã phát biểu của ông ta sau khi mãn nhiệm, và kết quả là mặc dù Donald Trump vẫn tiếp tục viết và nói những điều gây phản cảm không kém, nhưng mà phần lớn công chúng Mỹ lại không nghe, không thấy, không biết. Nếu mà họ không sinh hoạt, không ghi danh với nền tảng Truth Social của Trump, mà chỉ có những người ủng hộ ông ta mới nghe thôi. Cách tiếp cận mới của chiến dịch Biden nhằm bảo đảm rằng những bình luận và đề xuất phân biệt chủng tộc, chuyên quyền hoặc gây khó chịu của Trump sẽ được nhanh chóng nhận được sự chú ý rộng rãi từ toàn bộ công chúng Mỹ. Một ví dụ là tiếng vang của ngôn ngữ được Adolf Hitler sử dụng ở Đức Quốc xã vào ngày 27 tháng 9. Một trang web ủng hộ Trump đã đăng một cuộc phỏng vấn, trong đó ông ta tuyên bố rằng việc nhập cư bất hợp pháp đang đầu độc máu của đất nước chúng ta. Đây là câu nói mà Hitler đã từng sử dụng. Nó không nhận được nhiều sự chú ý trên các phương tiện truyền thông chính thống, và cả chiến dịch tranh cử của Biden cũng đã không làm nổi bật nó. Nhưng mà ngay sau đó, khi mà Trump trong bài phát biểu trong chiến dịch ngày cựu chiến binh, thì ông ta đã mô tả những người chống lại ông ta là những kẻ sâu bọ. Đây là một thuật ngữ mà Adolf Hitler dùng để phỉ báng và coi thường người Do Thái cũng như các nhóm thiểu số khác. Và phản ứng đã diễn ra nhanh chóng hơn, và có sự phối hợp từ cả Tòa Bạch Ốc và chiến dịch tranh cử của Biden đều đưa ra những tuyên bố để chỉ trích Trump. Cho đến giữa tuần, thưa quý vị, việc Donald Trump sử dụng các thuật ngữ những kẻ sâu bọ và đầu độc máu đã được đưa vào bài phát biểu khó hiểu của Biden, trong đó việc chỉ trích mạnh mẽ Trump đóng một vai trò nổi bật. Mối đe dọa về nhiệm kỳ thứ hai của Trump là nguyên nhân thúc đẩy Joe Biden quay trở lại với chính trường. Vì vậy, việc ông ấy tấn công Trump không nương tay là một chuyện rất bình thường. Stuart Stevens, một nhà tư vấn nổi tiếng của Đảng Cộng Hòa, người đã dần rời bỏ Đảng Cộng Hòa khi mà ủng hộ Trump, thì ông ta cho biết rằng các chiến dịch luôn có sự lựa chọn. Biden là người chống Trump, đó là một sự lựa chọn. Tôi tin rằng không bao giờ là quá sớm để bắt đầu thiết lập động lực để giành chiến thắng. Cuộc thăm dò gần đây đã cho thấy điểm yếu tổng quát của ông Biden, cũng cho thấy rằng ông có thành tích tốt nhất trước Donald Trump trong số các đảng viên Cộng Hòa đang tranh cử, và kém nhất trước cựu thống đốc South Carolina Nikki Haley. Mặc dù vậy, các cử tri Đảng Cộng Hòa dường như lại ủng hộ Trump cho việc đề cử, mặc dù ít mạnh mẽ hơn ở những tiểu bang bỏ phiếu đầu tiên trong lịch sơ bộ. Không rõ là sự tham gia của ông Biden với Trump có thể có tác động được gì nếu mà trong các cuộc tranh cử sắp tới của Đảng Cộng Hòa xảy ra. Nhưng mà trong mọi trường hợp thì Stuart Stevens nói rằng Biden đang làm điều thông minh bằng cách tấn công mạnh mẽ, không nương tay từ bây giờ. Chiến dịch tranh cử của ông Biden cần tập trung chỉ trích những phát ngôn xấu xí, những kế hoạch ma quỷ của Trump và đám tay sai, sử dụng truyền thông, truyền hình để cảnh báo và nhắc nhở người Mỹ. Cần phải đưa ra sự lựa chọn điều đúng đắn vì tương lai của chính họ
và đất nước ngay từ bây giờ. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị. Quý vị có biết rằng, lịch sử trước đây, những ai đã từng gọi đối thủ chính trị của họ là kẻ sâu bọ hay không? Xin thưa với quý vị, đó là Adolf Hitler và Benito Mussolini. Nói chung, tôi không quan tâm đến những so sánh quá lạm dụng về Adolf Hitler hay là Benito Mussolini. Nhưng mà tôi phải thừa nhận rằng, ngày nay tôi thường xuyên tự hỏi rằng liệu có công dân người Đức nào theo dõi sự trỗi dậy của Hitler, và tự hỏi liệu có công dân Đức nào, cực hữu nào, còn nhai đi nhai lại những luận điệu hung hăng, bạo ngược ngày xưa của Adolf Hitler hay không? Thưa với quý vị, không có ai cả. Tôi có thể nói là ngay cả việc sử dụng những huy hiệu của Đức Quốc xã ngày xưa, những huy hiệu mang hình chữ vạn và cách giơ tay cao chào theo kiểu Đức Quốc xã ngày xưa đều bị cấm theo luật pháp của nước Đức. Ngày nay bất cứ ai mà sống ở nước Đức này mà giơ tay cao chào kiểu đó là bị bắt vào tù ngay. Người Đức đã biết sợ một chủ nghĩa phát xít tàn ác và một nhà độc tài máu lạnh như là Adolf Hitler. Họ không muốn thấy lại những tàn tích của lịch sử xấu xí đó. Trong lúc một số người Mỹ thì lại đang háo hức tìm đến với chủ nghĩa phát xít mang rợ và tìm cách đưa một tên độc tài lên nắm quyền. Nói đơn giản là một số người Mỹ đang muốn đi ngược dòng lịch sử. Họ đang muốn quay trở lại thế kỷ trước vào những năm 1930 với những trại tập trung, với những phòng hơi ngạt, với những pháp trường sử bắn, với những tên lính SS tay đeo băng đỏ đi nghễu ngến ngoài đường phố, lùng sục bắt bớ người bất đồng chính kiến, người da màu, người đồng tính. Tôi cảm thấy thực sự khó hiểu về tư duy, nhận thức của một số người Mỹ này. Hãy nhìn đi quý vị, hỡi những người ủng hộ Trump, những người đang ủng hộ đảng Cộng Hòa. Nếu quý vị muốn bỏ phiếu cho một ứng cử viên đảng Cộng Hòa cực đoan làm tổng thống, thì hãy cứ làm đi, hãy bỏ phiếu cho họ đi. Bởi vì chắc chắn đây là lần cuối cùng quý vị còn được cầm lá phiếu đi bầu trong một quốc gia dân chủ. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận thứ hai trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề các đảng viên Cộng Hòa chưa buông tha an sinh xã hội Medicare. Bài của Nancy Almond. Kính thưa quý vị, trong hơn 80 năm qua, an sinh xã hội đã cho các gia đình Mỹ lý do để tự biết ơn mỗi tháng. Vì có hơn 66 triệu người Mỹ hiện đang nhận trợ cấp hàng tháng của an sinh xã hội. Nhưng mà chừng nào đảng Cộng Hòa còn kiểm soát ít nhất một viện của Quốc hội và từ chối tài trợ toàn bộ cho chính phủ trong cả năm, thì an sinh xã hội và Medicare vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Hệ thống an sinh xã hội của chúng ta đại diện cho những giá trị tốt đẹp nhất của Mỹ, bao gồm phần thưởng cho sự làm việc chăm chỉ, khả năng tự lực vững chắc, cũng như chia sẻ rủi ro và trách nhiệm. Nó hiệu quả, hầu như phổ biến, công bằng và an toàn. Gần như mọi người Mỹ đều là người thụ hưởng an sinh xã hội hiện tại, hoặc có khả năng sẽ là người thụ hưởng trong tương lai. Và mỗi người trong chúng ta đều được hưởng lợi từ việc sống ở một đất nước mà tất cả chúng ta cùng nhau tham gia thông qua hệ thống an sinh xã hội để cung cấp cho bản thân và cho nhau. Theo lời của Tổng thống Franklin Delano Roosevelt, ông đã nói rằng sự bảo vệ hợp lý và đầy đủ chống lại những thăng trầm của cuộc sống hiện tại. Kính thưa quý vị, lễ tạ ơn năm nay, các gia đình trên khắp đất nước cùng đoàn kết để đánh giá cao an sinh xã hội. Nếu chúng ta không bày tỏ lời cảm ơn, thì đó là vì điều đó có thể không xuất hiện trong đầu chúng ta. Vì lý do chính đáng, an sinh xã hội luôn ở đó
lặng lẽ ở phía sau, làm những gì mà nó được tạo ra để làm. Nó bảo vệ chúng ta nếu những điều không may mắn xảy ra dưới hình thức tàn tật hoặc cái chết của người trụ cột trong gia đình. Chúng ta có thể sống lâu hơn số tiền tiết kiệm của mình. Nhưng mà an sinh xã hội thì không. Tất cả những ai quan tâm đến tương lai của an sinh xã hội cũng có thêm lý do để biết ơn trong năm nay. Trong nhiều tuần vào mùa thu năm nay, từ cuối tháng 10 cho đến giữa tháng 11, có vẻ như tân chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng Hòa Mike Johnson sẽ yêu cầu thành lập một ủy ban tài chính đặc biệt để đổi lấy việc không đóng cửa chính phủ. Nhưng mà hiện tại, tất cả người Mỹ đã thoát khỏi mối nguy hiểm từ một ủy ban được thiết kế để cắt giảm những phúc lợi mà chúng ta khó lòng kiếm được. Nhưng mà chúng ta phải luôn cảnh giác, bởi vì những đảng viên Cộng Hòa họ chỉ tạm gác lại mà thôi. Họ sẽ quay lại với thủ thuật tàn nhẫn hơn. Một ủy ban như vậy, nó sẽ là hội đồng tử hình đối với an sinh xã hội và Medicare. Đó không chỉ là lời nói của tôi đâu quý vị, mà là lời của chính quyền Biden, của Tổng thống Biden. Mike Johnson vẫn chưa công bố văn bản lập pháp về ủy ban cắt giảm an sinh xã hội của ông ta. Nhưng mà nó có thể sẽ giống với ủy ban mà dân biểu Kevin McCarthy đề xuất vào gần cuối nhiệm kỳ chủ tịch Hạ viện của ông ta. Ủy ban đó được thiết kế để lật đổ ý chí của người dân Mỹ bằng cách cắt giảm nhanh chóng an sinh xã hội và Medicare sau những cánh cửa đóng kín. Nó quy định rằng quốc hội sẽ bỏ phiếu về việc cắt giảm ngay sau cuộc bầu cử năm 2024 nhằm tránh trách nhiệm dân chủ. Ngoài ra các thành viên không thể sửa đổi hoặc ngăn chặn nó. Nó được thiết kế để buộc những thay đổi không được ưa chuộng đối với những lợi ích mà chúng ta kiếm được với ít trách nhiệm chính trị nhất có thể. Nhưng mà cũng may mắn là nó chưa trở thành luật. Nhưng mà gần như mỗi đảng viên Cộng Hòa đều bỏ phiếu tán thành. Và những người ủng hộ Trump, ủng hộ đảng Cộng Hòa, cần phải nhớ một điều rằng hầu hết các dân biểu, các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đều là những người giàu có. Họ không cần an sinh xã hội, họ không cần Medicare hay là Medicaid. Người thân gia đình của họ, bạn bè của họ cũng không cần những thứ này, thưa quý vị. Chủ tịch Hạ viện Johnson là một trong những phiếu bầu của đảng Cộng Hòa. Và ông ta là một trong những người giàu có nhất của đảng Cộng Hòa. Và ông ấy vẫn chưa bỏ cuộc. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, Mike Johnson đã cam kết thành lập một ủy ban ngay lập tức. Những người thụ hưởng an sinh xã hội và những người ủng hộ họ đã chống trả. Hơn 100 nhóm đại diện cho các công đoàn lao động, những người ủng hộ người cao tuổi và người khuyết tật, các tổ chức vì quyền phụ nữ và nhiều nhóm khác đã viết thư cho mọi thành viên quốc hội rằng: chúng tôi coi việc ủng hộ ủy ban cắt giảm an sinh xã hội là một tội ác. Và đảng Dân Chủ trong quốc hội đã lắng nghe. Lãnh đạo đảng Dân Chủ Hakeem Jeffries đã nói rõ rằng cuộc họp kín của ông sẽ chỉ ủng hộ một dự luật tài trợ sạch, chứ không phải dự luật bao gồm ủy ban tài chính cắt giảm an sinh xã hội. Và các đảng viên đảng Dân Chủ trong ủy ban cách thức và phương tiện Hạ viện và các đảng viên đảng Dân Chủ đoàn kết trong việc bảo vệ và củng cố an sinh xã hội và Medicare. Khi đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ của đảng Dân Chủ, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã nhượng bộ, nhưng mà chỉ là tạm thời. Ông ta đưa ra một hóa đơn rõ ràng, không có hoa hồng. Đạo luật mà Tổng thống Biden hiện đã ký thành luật giữ các bộ phận của chính phủ được tài trợ cho đến ngày 19 tháng 1 và các bộ phận khác được tài trợ cho đến ngày 20 tháng 2. Và rất may mắn, các nhân viên của cơ quan an sinh xã hội và tất cả các công chức liên bang tận tâm khác cùng với gia đình của họ
chúng ta sẽ có thể tận hưởng lễ tạ ơn và toàn bộ những kỳ nghỉ lễ của tháng 12. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không phải trải qua những ngày nghỉ lễ lo lắng làm sao để cố gắng thanh toán các hóa đơn mà không có tiền. Và điều đó cũng có nghĩa là hiện tại tất cả những người Mỹ đã thoát khỏi nguy cơ từ một ủy ban được thiết kế để cắt giảm những phúc lợi mà chúng ta đang kiếm. Nhưng mà xin đừng quên rằng đây chỉ là cách giải quyết tạm thời, và lưỡi hái tử thần của những tên đao phủ Đảng Cộng Hòa vẫn còn treo lủng lẳng trên đồi Capitol. Chúng chỉ chờ cơ hội là sẽ tung ra để tước đoạt bằng hết những phúc lợi và lợi ích của người Mỹ trung lưu và nghèo. Mike Johnson đang tiếp tục kêu gọi việc thành lập ủy ban cắt giảm. Do đó thưa quý vị, người Mỹ chắc chắn sẽ phải đối mặt với khả năng chính phủ đóng cửa và ủy ban cắt giảm an sinh xã hội Medicare được thành lập ngay sau khi bắt đầu năm mới. Lễ tạ ơn này là thời gian để tạ ơn và cũng để chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến phía trước. Chừng nào Đảng Cộng Hòa còn kiểm soát ít nhất một viện của Quốc hội và từ chối tài trợ toàn bộ cho chính phủ trong cả năm, thì an sinh xã hội và Medicare vẫn có thể bị cắt giảm bất cứ lúc nào. Mike Johnson và các thành viên Đảng Cộng Hòa sẽ không ngừng thúc đẩy việc cắt giảm. Chúng ta cần bảo đảm rằng Đảng Dân Chủ sẽ đứng vững trong tháng 1 và tháng 2 như họ đã làm được vào tháng 11. Mỗi thành viên quốc hội cần lắng nghe ý kiến cử tri của họ trong vài tháng tới. Các cử tri hãy cho họ biết rằng cử tri trên cả nước đang theo dõi và họ sẽ không quên những gì những đảng viên Cộng Hòa đang và sẽ làm. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, cách hoãn binh thời gian đầu khi vừa nhậm chức để tránh đóng cửa chính phủ, nhằm ổn định nội bộ đảng khi vừa bầu chọn xong người chủ tịch Hạ viện, và cũng là thời điểm cuối năm với các dịp lễ lớn như là 911, lễ tạ ơn, lễ Giáng sinh, năm mới đang đến. Cho nên họ phải muối mặt, nhún nhường không ra tay. Nhưng mà chắc chắn chúng sẽ quay lại sau những ngày lễ đầu năm mới. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả khắp nơi và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày hạnh phúc, bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong ngày mai thứ hai. Xin kính chào.